với lợi thế về địa hình, số lượng sông suối nhiều, độ dốc cao. Từ năm 2005 đến nay, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đã coi phát triển thủy điện nhỏ là con gà đẻ trứng vàng, từ đó khởi nguồn cho phong trào phát triển ồ ạt nhằm khai thác tối đa nguồn vật trắng giàu tiềm năng. Vậy nhưng, sau gần chục năm trải thảm đỏ, thu hút đầu tư, giờ đây Hà Giang, Cao Bằng đã phải hứng chịu hàng loạt hệ lụy như gây mất rừng, dự án xây dựng dở dang, sông suối trơ đáy, suy giảm lượng phụ sa, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh lam thắng cảnh. Đơn cử như dòng sông Miện đoàn chảy qua địa phận tỉnh Hà Giang hiện có tới 6 thủy điện, trong đó 4 thủy điện đã vận hành, hai dự án đang thi công. Thực trạng này đã làm biến dạng dòng chảy, dòng sông bị ngăn thành những hồ đập khổng lồ, trong khi phía dưới hạ nguồn lúc nào cũng ở trong tình trạng đói nước. Nếu di chuyển từ thành phố Hà Giang, chúng ta sẽ đến thủy điện sông miền Nam A đầu tiên. Đây là thủy điện nhỏ với công suất lắp máy 5 MW, theo quy định của chính phủ, công trình thủy lợi, thủy điện khi tích nước và điều tiết nước được phải xả trở lại sông, lượng dòng chảy tối thiểu để đảm bảo nước cho hệ sinh thái, duy trì môi trường sống và bảo đảm nhu cầu nước cho sử dụng ở đoạn sông Hà Lưu. Vậy nhưng, ghi nhận của phóng viên, vào sáng ngày 26 tháng 4 năm 2017 cho thấy, nhà máy thủy điện sông miền Nam a đã không xả nước duy trì dòng chảy tối thiểu. Việc chặn đứng dòng chảy này đã khiến hạ lưu khúc sông cản trở đáy. Nhiều người dân đã xuống mỏ ốc bắt cua ngay trước cửa xả của thủy điện này cùng chung cảnh quá tải thủy điện tại sông Gâm thuộc tỉnh Cao Bằng theo kế hoạch cũng phải cống 6 thủy điện. Hiện một số thủy điện đã đi vào vận hành như thủy điện Bảo Lâm 1 với công suất lốt máy 30 MW. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, thủy điện này cũng không duy trì dòng chảy tối thiểu như quy định. Theo ghi nhận của phóng viên vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4, sông Gâm đoàn chỉ qua xã Libon huyện Bảo Lâm đã bị cản trở đáy. Hàng trăm người dân lao xuống đánh bắt cá ngay phía giữa nhà máy.